Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình tiếp tục quay trở lại để có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình về việc nuôi chim bồ câu. Thì mình có nhận được một cái email hết sức buồn cười, có nghĩa là làm sao khắc phục được cái tình trạng đó là chim bồ câu nó khi ăn nó làm rơi vãi cám mọi người. Thì cái chuyện khắc phục này hết sức đơn giản thôi mọi người ạ. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người và mọi người cứ thử làm theo mình coi xem có chính xác không nha. Hiện nay trên thị trường á thì đúng là tồn tại một số xuất hiện một số những cái máng ăn mà nó chống và rơi vãi ở cái việc khi mà mình nuôi chim bồ câu hay nuôi gà. Thì cái đó là cũng mình nghĩ rằng cũng hiệu quả thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng khi mà cái máng ăn á nó xuất hiện những cái như vậy thì cái giá thành của nó chắc chắn là không rẻ đâu mọi người ạ. Với lại rằng khi mà mình cho chim bồ câu ăn á, mình không có cho nó ăn nhiều đến mức mà nó phải rơi vãi, hoặc là nhiều đến mức nó phải lựa chọn. Thì ngày hôm nay ở trại mình với kinh nghiệm của mình á, thì mình chỉ cho mọi người cách đơn giản là ai cũng có thể làm được. Đó là máng ăn ở trại mình này có hai loại thôi mọi người. Đó là cái loại này, nó hơi to này. Cái loại này là nhỏ hơn nha. Cái loại này là cũng chống rơi vãi đó. Thì cái mà đơn giản nhất mà mọi người cần phải nắm đó mọi người, đó là cái chế độ ăn cho chim bồ câu. Khi mà cái chế độ ăn cho chim bồ câu á nó phù hợp á, thì mình khẳng định với các bạn luôn là không bao giờ nó làm rơi vãi thức ăn. Tại vì sao ạ? Tại vì khi mà rơi vãi thức ăn nó xuất hiện ở cái việc đó là nó lựa chọn, nó đảo qua đảo lại, nó lựa cái này nó gấp cái kia, thành ra rơi vãi thức ăn rất là nhiều. Thì chính vì vậy nó giống như con người thôi, hoặc là những con khác thôi, bắt đầu có thức ăn ăn uống phù phê rồi, bắt đầu mình lựa chọn cái ngon mình ăn, cái nhỏ mình bỏ đi. Nó buồn cười như vậy các bạn. Nên cái ý mình muốn nói là bây giờ các bạn cứ cho nó ăn lại một chế độ hợp lý. Một lần ăn á cứ cho mình hai nắm thôi các bạn, một ngày cho ăn hai lần. Mình khẳng định với các bạn luôn, không bao giờ làm rơi vãi. Rơi vãi chỉ xảy ra ở những cái trường hợp mà có thể như là một ngày các bạn chỉ cho nó ăn một lần thôi mà đầy ắp cái này. Mình thiệt với các bạn, gặp mình cũng mới đó, con chim gặp mình cũng mới xem mình thấy có gì ngon hơn. Còn nếu mà mình bỏ cái lượng nó hợp lý thì ăn hết sạch luôn. Nó mới làm chi các bạn? Các bạn để đầy thế này, nó bới xem mình dưới có gì ngon không. Giống như là mình trong một mâm cơm của mình vậy, trong cùng một cái dĩa cá chiên đi, mà ở dưới mình bới mình hay đảo, mình tìm cái ngon hơn ăn, thì con chim cũng vậy thôi. Nên là cái mà ở với kinh nghiệm của mình nuôi chim, mình xác định rằng con chim nó chỉ làm rơi vãi khi mà các bạn cho ăn quá nhiều. Còn như trại của mình có xảy ra tình trạng đó không? Không có rơi vãi nha các bạn nha. Ăn cho bằng hết luôn. Còn ví dụ như nó còn ở trong máng thì ngày hôm sau thay vì bỏ hai nắm mình bỏ một nắm thôi. Bỏ một nắm thôi các bạn. Và chính vì vậy nó xuất hiện cái tình trạng mà mình thấy là buồn cười lắm các bạn. Có những người nuôi chim tốn cám cực kỳ, và có những người còn nuôi ít cám đó mà vẫn hiệu quả. Nên cái việc mà cho chim ăn liều lượng như nào cực kỳ hiệu quả. Có những người có nói đùa với mình rằng là bồ câu là ăn bay sổ đỏ luôn. Mình nghe mình buồn cười quá các bạn. Nuôi chim bồ câu thì nó phải nhân sổ đỏ lên chứ. Mình bán chim bồ câu mình nhân sổ đỏ lên, cấp số nhân thì sao mình bán sổ đỏ được. Các bạn chỉ phải bán sổ đỏ khi các bạn không có kinh nghiệm luôn. Các bạn không có đầu ra. Các bạn bị thương lái chèn ép. Còn mình nói thiệt chứ phối hợp với mình bao đầu ra, mình truyền đạt kinh nghiệm thì không có một anh em nào mà phải than trời. Mình nghĩ cái đó là những cái chiêu trò có thể như là làm cái tình trạng nuôi chim bồ câu có thể nói quá cấp minh đó. Ở trại mình phối hợp với anh em hết sức bình thường, mà anh em có những người cho là triệu phú khi mà nuôi bồ câu mà. Nên mình rất mong muốn là những cái kinh nghiệm của mình, những cái hay ho của mình có thể truyền đạt cho anh em nuôi, làm sao nó thứ nhất là nó hiệu quả, cái thứ hai những cái tưởng chừng như đơn giản các bạn thực sự là mình cứ linh hoạt thôi, là con chim bồ câu á nó sẽ thích ứng và nó phát triển tốt thôi.
Còn anh em nào mà trong quá trình nuôi mà gặp cái vấn đề gì đó cứ nhắn tin với mình, mình sẽ trao đổi hết sức là chân thành với anh em. Và có thể có những anh em mà nhắn tin mình chưa trả lời được á, mình nói thiệt chứ mình đôi khi mình cũng bận lắm các bạn, nên là một số anh em thì mình trả lời nó hơi muộn á, thì anh em đừng có buồn mình nha. Thì ở đây là bồ câu gà đó mọi người nè, bọn này thì nó ăn nó hơi tục hơn bọn bồ câu Thái, tại vì nó ăn á, thì nếu mà mình bỏ quá đúng bọn câu gà là nó lựa nhiều nhất, nên là các bạn cứ bỏ một lượng vừa phải thôi để cho nó ăn hết chứ đừng để nó lựa. Nếu mà nó lựa nếu là thích con thì nó thích ăn cám thì nó bỏ bắp lại, con thì ăn nó thích ăn bắp thì nó lựa cám, và khi nó lựa nó thì cám văng xuống đất, thì khi mà cám văng nhiều xuống đất thì mình cảm thấy mình phí quá, và nó xảy ra cái tình trạng rất là chuột nó xuất hiện ở trại mình, rồi chuột nó ăn cám vãi đó, rồi nó chuột nó cắn chết chim bồ câu con, nó cắn chết chim bồ câu mẹ, nó xuất hiện những cái đó là chính là đôi khi là do cái lượng thức ăn của mình cung cấp cho chim đó. Và con chim bồ câu mọi người cứ để ý rằng mình cho ăn càng nhiều thì nó ăn càng nhiều nha, và nó tỷ lệ nghịch với cái chuyện nó ăn nhiều và nó đẻ. Ăn nhiều nó không đẻ đâu mọi người, nó mọc thù lù ra nó không đẻ nha. Thì mình có những cái lưu ý đó cho mọi người trong cái việc nuôi chim bồ câu. Đây là những cặp mà sinh sản rồi mọi người nhé. Trứng của bọn này thì mình cho vào máy ấp trứng hết chứ mình không có cho nó ấp, nên là đẻ rất là sai. Có nhiều người nói rằng là chim bồ câu gà đẻ không sai, nuôi con không tốt, nhưng mình thấy là cái đó là chắc cái vấn đề các bạn nuôi thôi. Và đặc biệt cái chuồng của chim bồ câu gà mọi người nhé, cái chuồng của chim bồ câu gà mọi người lưu ý là nó phải to ít nhất là như trại của mình này nhé. Nếu mà to hơn được thì càng tốt. Nếu mà đây này, cái sải tay của mình thò không tới này, phải hai cái sải tay của mình đó mọi người, phải hai cái sải tay của mình nhé. Chứ nếu mà anh em làm nhỏ quá là có thể là cặp đúng chống mái nó cũng vẫn đánh nhau nha. Và khi nó dồn nhau suốt ngày đánh nhau thì nó không có đạp mái, và thành ra nếu nó có đẻ trứng đi nữa thì nó không có cồ, và nó cũng không có cồ thì chắc chắn 100% là quả trứng nó không có nở. Đây là bọn này là đang chuẩn bị đẻ này, nằm ổ là đẻ này. Cặp này thì mình xem nó đẻ chưa. À cặp này mới đẻ mọi người, dậm ra luôn. Cặp này mới đẻ này. Đây, vừa mới đẻ luôn mọi người ơi, trời ơi quá vui luôn. Lát nữa quả này mình sẽ bỏ vào máy ấp trứng nha. Và cái máy ấp trứng của mình thì chắc là mọi người biết rồi đó, hôm bữa mình có quay cái máy ấp trứng của mình rồi. Đây dép chui nha. À bây giờ nhân tiện đây thì mình chia sẻ mọi người luôn là con chim bồ câu nó đẻ vào tầm khoảng 5 đến 6 giờ chiều mọi người nhé. Cái ban ngày nó đẻ thì quá là hiếm lắm, mà đa số mà cái giờ mọi người đi lượm trứng á là 5 đến 6 giờ chiều nha. Mình đi lượm những quả trứng này mình cảm thấy rất là vui vậy này. Đây là quả trứng bồ câu gà rất là to nha. Bồ câu gà Mỹ thì quả trứng của nó thì to hơn bồ câu Thái một chút mọi người ạ. Rồi anh em nuôi chim bồ câu thì lưu ý là cái lượng cám nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha.